Hay quá Kiều ơi. Trời ơi là trời, cái lỗ, trời ơi là trời. Trời ơi là trời, lần đầu tiên chui cái lỗ, trời ơi là trời. Xím đi rồi, lầm mồi. Rồi, nuôi con nhã luôn. Tưởng đi rồi chứ, hú hồn chim mén. Ôi trời, một đống rắn ở trong bụng luôn kìa trời. Nguyễn Vũ, Cuốn luôn. 10 điểm luôn. Ôi chui, mày muốn tắt thở luôn. Rồi, cuốn luôn con này luôn anh em. Lên được cái triệu điểm. Lên được 1.300.000, cuốn luôn hai con luôn. Rồi đi thế này đi khó biên lại à. Lái lụa quá mày. Rồi hình như là hai con nó hồi sinh, nó chăm, nó ăn hết mồi của mình rồi. Rồi trời ơi. Hai con nó hồi sinh Trang thì Phước Nhân, hên quá. hello anh Trang Phước Nhân nha. Rồi để cuốn hai con này kiếm cái kiếm cái bảng xếp hạng á, lên bảng xếp hạng. Biết đủ hai đuôi không? Chắc giờ này chắc đủ quá. Sợ con mèo bên cạnh á, nó muốn luồn qua nó cuốn à. Mà nó cuốn mình không được á, nó ép á. Rồi trời nên nó cứ sẽ chạy nhanh lên chỗ này kiếm kiếm cái tăng tốc. Nguyễn Vũ, đi Bình Dương đua xe được rồi. Bình Dương đua à. Đủ sắp đủ hai đuôi rồi, xuống này là đủ nè. Quay đủ hai đuôi cho nó chắc cú chứ không con mèo của nó ép được hai con ha. Hai con này bị cái quắn ở trong bụng à. Nó hồi sinh ra ở đâu mà đúng cái chỗ mà cái miếng mồi con kia nó Vi ngấm luôn. Huyền, hello kẻ nha. Hai lần Huy Huyền nha. Rồi Kiều gửi lời tới tất cả anh chị em mới vào, chúc chị em xem live vui vẻ nha. Và Kiều đang quấn thêm hai con ở trong nữa nè. Tới này cũng đủ hai đuôi rồi, bắt đầu đi nhẹ 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 thôi chứ bị ép á. Kiều thấy con tím hình như là muốn quen nó ép mình rồi. Hồi nãy chỗ này cảm ơn gặp được một anh Việt Nam nhưng mà ngẫm mất tiêu rồi. Huy đỏ, Không cố lên anh kẹo. không bảo kê được rồi. Đang cố nè. Rồi con tím nó hình như là nó không thấy mình đang cuốn cái ổ này cho nên nó bọc qua bên kia rồi. Vậy là khỏi sợ rồi, khỏi sợ bị ép rồi. Giờ là đánh rộng ra nữa là xước hai con trong kiếm điểm thôi. Say oh yeah. Yeah oh say. Chuẩn bị lên hạng anh em ơi. Top 40. Nhân hồ, thả rắn nhỏ vào đơm cho nhanh. Thả rắn nhã vào đơm cho nhanh nữa. Bây giờ ai cũng xài bản dâm hết rồi, rắn nhã vào không có đơm được anh à. Vào em còn phải mở đất nữa. Say oh yeah, đánh rộng chỗ này nữa là say oh yeah nè. Đó. Rồi y bài. Y bài. Chè, tím nó ép dữ à. Chè, tím là con. Hoàng Thiện, chào em kẹo. À, chè, tím là con 07. Chè, càng 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 càng. Chạy nhanh quá. Tôi tưởng nó quay bên kia rồi chứ. Ôi, oh, no. Tưởng nó chạy quay kia rồi, nó không định ơi ý tới mình. Ai ngờ nó quay lại nó ép anh em. Chè, khúc này khá nè. Ok, phải xin phép đi chậm ở chỗ này chứ không cái đòn đó là lét nó quay không được đó. Thái Văn Nam, kèo thơm rồi. Thơm đâu mà thơm anh, để mang cái con phía trong này. Mà bây giờ nó đang bị ép nè, các kiểu. Hello Hoàng Thiện nha. Hello Râu Re. Hello Rianti. Con tím nó mì kẹo nó ép cái khúc đá mình nó lắc đầu nó không nào. Trời, con này nó ác lắm. Nguyễn Tấn Lộc, nhờ 500 anh em Việt Nam. Con này nó ác lắm. Rồi Khánh Ly xuống rồi, Khánh Ly chạy quay bọc ra. Khánh Ly nằm ở trên bọc quay con tím á, được cái bọc lên chỗ đó kiểu đi dày rồi, nó an toàn lắm luôn. Chỗ này chỗ nguy hiểm nè, làm sao làm chui xuống chỗ này, ép 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 vô chỗ cái bên hông của nó. Hai con chồng đi rất là chậm nha, đợi chi để chồng tím nó cứu ra á. Nhưng mà kiểu phải làm Cuộc sao, sống xa quê, hello kẹo. Alo cuộc sống xa quê nha, nó kiểu làm sao đó mà điềm tĩnh đó mà chui quê nè. Giờ căng thẳng cái khúc này nè. Cái chỗ này ở biên là không sao rồi, con này nó muốn ủi cái gì, tại sao nó chúi 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 chú, chú, cái đầu tới anh em. Đụng cái đầu nó ngẫm á. Rồi cái con tím nó đi rồi anh em. Rồi ngon rồi. Rồi tím ngẫm rồi, lấy đất thôi anh em, tranh thủ lấy đất. Đó, vô lấy đất Lê Văn rộng ra. Cường, chào kẹo. Ôi ngon ơi. Hello Lê Văn Cầu nha. Hay quá rồi, tím đi rồi. Ai 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 cứu kẹo ơi. Rồi anh vui tính. Hay quá anh ơi. Vui tính anh về bên này cái khúc này cái. Rồi tím nó đi luôn. Cảm ơn anh nhiều. Rồi Khánh Ly giữ đá Khánh Ly. Em gái đến từ Củ Chi. Rồi đi rộng ra. Đông Sơn LA, chào kẹo. Hello Đông Sơn LA nha. Rồi bắt đầu kiểu yên ổn, nó xước hai con trăm đỡ lên top rồi đó anh em. Hiện tại là đang có 1.900.000 điểm. Sau khi hai con này thì số điểm của kẹo sĩ nâng lên bao nhiêu đây? Về kiểu sĩ coi thử con nào là con sống sót cuối cùng nha anh em. Con nào là con ngẫm cuối cùng, con nào con ngẫm cuối cùng nha. Khánh Hồng, khỏe không cô Ngọc? Cho kiểu phải đi xét vô đó ngay chỗ bên gì đó Vũ Phâm. Rồi nhường trả đường, nhường kẹo miếng đất này đỡ kiểu tăng tốc kiểu xước nè.
Rồi tiếp tục ta tắp xuyết nha anh em. Rồi kiểu coi thứ con nào là ngấm cuối cùng đây. Kiểu Nguy chắc là con đen quá, con đã quá. Tại vì kiểu thấy con đã nó ít đất hơn á, nhiều đất hơn á. Cho nên là kiểu nghĩ nó 500 anh em tới. 500 anh em để tới rồi. Hay quá anh em ơi. Rồi tụ tập lại lát nữa quay kia bắt ổ búp điểm hai con top 1 24 triệu nha anh em. Bữa nay khô máu bữa ơi anh em. Bữa nay quay map số 1 Mỹ mà chơi khô máu bữa ơi. Rồi con đã nói gì nói chứ coi kiểu thấy là con đen là nó sẽ ngậm trước đó. Quay cũng chưa chắc nha, nhiều con á đất nó nhiều. Hello mọi người. Hello Giang Nghĩa nha. Cũng chưa chắc nha, nhiều khi đất nó nhiều nhưng mà nó không có kiểu như là nó không có sống được á, nó sống lâu được á. Mà con đen nó lại sống lâu hơn á. Rồi kể tiếp tục xiết nha. Nó không chậm chở nữa. Chắc kịp thời gian anh em. Hiện tại là đang thứ hạng thứ 24. 24 1.900.000 điểm. Ngoài hạng 10 nó phải cá tới 5 triệu. Kiểu phải cuốn tới hai con ở phía trong. Chào anh Kẹo. Hello Bí Hồng nha. Kẹo đang quán hai con phía trong. Một con sẽ giúp cho Kẹo lên được 2 triệu, một con sẽ giúp cho Kẹo 3 triệu nữa là 5 triệu. Rồi cộng thêm 2 triệu đến cá nữa là 7 triệu. Các khả khi lại lọt top B hoặc top B hoặc top 4 anh em. Đó là người ta nói thôi. Còn Kẹo cuốn rồi mới biết. Vương Nguyễn Khánh Ly, hạng 2 cây. Hạng 2 à? Trời trời ở đâu mà lên hạng 2 ghê vậy? Vương Nguyễn Khánh Ly. Đừng ra. Giờ đó nha, coi con kia nó vô lại nha, con tím nó vô lại, con nó ác lắm. Rồi hai con ở trong thì nó cố thủ tới cùng anh em. Đợi kìa coi thử cái nó phòng thủ tới đâu. Chào bé Na. Hello Lâm Hiếu nha. Rồi con đen lại con ready trước rồi. Nếu mà con đen mà nó không tạt được cái con đá thì nó lại cái con ready trước. Rồi bắt đầu kiểu chỗ này kiểu đánh rộng ra các cái tăng tốc rồi, lầm tăng tốc chạy. Rồi easy. Rồi đánh lấp ngồi chạy. Rồi anh em giữ mấy con nước ngồi. Huyền, có kèo gì chưa kèo? Kèo hiện tại là chưa cá kèo nha. Chưa cá kèo gì cả. Rồi ở Khánh Ly ở ngồi giữ đó nha. Vương Khánh Ly ở ngồi giữ nha. Còn bên kia là Nhất Chi là anh cũng giữ bên cạnh đó, với lại anh Phong nữa là Vũ Phong nữa là hai bên anh em á. Bên anh em giữ để kiểu ăn hai con này cho nó yên ổn nha. Chứ kiểu sợ vô bị ép rồi xong hai con nó sẫm ra á. Để coi kết quả sĩ ra sao khi hai ăn hai con này đây. Rồi một con để ra đi anh em. Rất tiếc là kiểu không có trang điểm cho nên kiểu xin nhường miếng mồi lại cho con đã. Rồi nhường miếng mồi lại cho con đã cho nó ăn đi. Rồi Khánh Hồng nghỉ chơi với mụ Google này luôn. Rồi con đã nó thấy mồi rồi, nó tăng tốc nhanh lên là kiểu nghĩ chắc là nó thấy miếng mồi rồi đó. Để cho nó ăn đi rồi kiểu xin. Con cuối cùng kiểu xin ăn con cuối cùng nữa để lên được bao nhiêu. Hình như con 07 nó vô lại rồi. Con đã nó ác lắm. Anh em xử lý nó anh em. 1.900.000 điểm mà ha. Rồi sau khi kiểu đỡ Thùy An, hello anh. Hello Đặng Thùy An nha. Sau khi kiểu đỡ miếng mồi cho con đã nó ăn á thì nó cũng lậm mồi rồi. Nhưng mà cá lẽ như là nó không ăn hết thì phải anh em. Nó tính chừa lại anh em. Nó không chịu ăn hết anh em. Kiểu mong cho nó ăn hết để cho nó có nhiều điểm đó kiểu. Khi kiểu cuốn nó rồi nó ngẫm ra kiểu được nhiều điểm hơn. Mẹ nó không ăn anh em. Nguyễn Hậu, hello Kẹo. Hello Nguyễn Hậu nha. Rồi chỗ đây Khánh Ly đi hở lên tí Vương Khánh Ly ơi. Vương Thị Khánh Ly. Rồi đánh rộng rồi. Chỗ này các con bê cái con truyền nó xuống rồi. Cái con Ukraine nó xuống rồi. Anh em cẩn thận cùi lửa. Nhưng mà kiểu đi như kiểu khó biên như thế này nó rất là an toàn. Không sợ bị ai cuốn rồi nó đi thẳng. Rồi ngấm luôn. Hello Kẹo. Ngấm luôn anh em. Rồi kiểu xe ăn mồi của con này. Rồi kiếm cái nhân điểm ăn đây. Rồi trong 10 bên cạnh luôn cơ. Rồi lụm luôn. Lụm lúa anh em. Đó, điểm của kẹo đấy được nâng lên được kìa. Lụm lúa, đó. Rồi 3 triệu điểm anh em. Y chưa, 4 triệu, đó. Rồi 5 triệu. Rồi 5 triệu 1. Rồi con nhã kia nó giành dữ không biết. Rồi đó. Vũ Hải Nam, mép nào vậy anh? Rồi 6 triệu, đó, lên hạng 6 rồi anh em. Rồi còn một cái con đen nữa nè anh em. Cuốn luôn con đen, làm nốt con đen lên luôn không? Làm nốt luôn con đen nha anh em. Hello Vũ Hải Nam nha, mép Mỹ số 1 nha. Quán nốt con đen luôn nha. Con đen là biết đâu thêm triệu nữa. Đứng hạng B á anh em. Rồi đó lên 6 triệu mấy anh em. Quay đẻ. Hello Kẹo. Hello Tùng Đô Lê nha.